Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà luôn nha. Bữa nay anh em mình đi ra ngoài cặp mé mấy cái kinh á, anh em mình chặt được mớ sậy nè cả nhà. Cái sậy này là anh em mình lựa mấy cái sậy già nha, với cái ống cho nó bự á, để bữa nay là anh em mình làm cái món là cá kèo nướng trong ống sậy nha. Cá kèo cái gì? Cá kèo chui ống sậy. Cá kèo chui ống sậy á. Với em ở bên đây thì mình cũng có mớ rau càng cua nè, để rác cái mình bóp giấm nha. Mình chèo luôn. Mon, bữa nay nữa nè Mon ơi. Hai trái. Này sẵn cái anh em mình hái được hai trái xoài để lát cái mình bầm vô ăn chung luôn á. Thiếu rồi. Thiếu có bắp nấu rồi. Cái cá kèo này thì bây giờ anh em mình đi chà cho nó sạch á, rồi mình để nguyên con này luôn, là cái mình nhét vô cái trong cái ống tre ống sậy này nha. Thôi nhảy bắt vô Mon. Rồi cái mình nướng luôn nha. Cái ống sậy này á là nó mọc ở cặp mé mấy cái kinh lớn á, nó nhiều lắm. Rồi cái anh em mình đi chặt. Bây giờ anh đo thử coi nó như là. Ê, nằm im đi, ngồi nhảy nhảy mà nơi nhảy nhảy. Ôi, nằm im. Nhảy nữa rồi. Ba con nhảy luôn. Cái này chắc hai ống này quá. Có lên trăm đo con này nữa. Đây, bên cạnh. Hai ống, gần hai ống rồi này. Ống rưỡi. Ừ. Ống rưỡi. Ăn gì mà dài vậy? Ăn gì Mon? Em cũng không biết nữa. Mà lát em biết là em ăn nó rồi đó. Cái này là mình cắt từ từ. Ừ. Để nó té cái ống á. Sáng anh em mình tính cưa rồi. Cưa sợ nó tét. Cưa nó có cái ngạnh với nó đưa cái sớ nè. Giờ Mon vô Mon lặt phụ anh cái rau càng cua đi Mon. Dạ. Trời ơi, anh hái được cái mớ rau càng cua để non ghê luôn. Mon ghẹo hoài Mon. Rồi nhảy luôn cho đi chơi luôn. Trời ơi. Rồi cả nhà, cộng rau càng cua nó non chèo luôn cả nhà. Mập nữa. Này chắc hái hết nguyên bụi luôn hay gì nè. Cái ống sậy này cũng mập nữa Mon. Cái đó mà nó khi nhét được hai con. Không hẹn con không? Không biết mấy cái ống sao nó vừa không à. Anh em mình cắt ra vậy nè, cái xong cái mình lấy lát mình quấn vô một cái cây á, mình chùi cho nó sạch ở trong nha, rồi mình nướng. Đó chả bằng nha. Ôi lát nó ló cái đuôi ngang ngá. Rồi ở đây thì cô Mo nãy cũng có mần xong mớ cá kèo nè. Cá kèo này á thì anh em mình mần cho nó sạch nha, còn mình không thôi mình để mấy cái vây nó luôn á cũng được nữa. Với cá kèo này là cá kèo ở gỡ đái á, nên nó cái bao tử nó sạch á, mình ăn bao tử luôn, mình ăn cái bụng á. Với bên đây thì mấy cái ống trúc, ống sậy á, mình cũng cắt khúc khúc rồi nè, mà hồi nãy mình đo thử rồi á là nó không có vừa với cái ống. Con cá kèo chua không lọt. Mình kiếm mà được mấy cái ống như ống sậy bự á, cái mình nhét luôn con cá kèo vô á, mình chừa cái mắt chỗ này nè, cái mình nướng á, cái nước của con cá kèo ra nó giữ lại luôn. Còn giờ đấy anh, cái này anh em mình chắc anh em mình chẻ ra nha, chẻ ra mình nhét nó vô. Chứ nó không có dừa. Nó dúng nó vô cái nó bị kẹt cái bụng lại. Kẹt cái bụng à? Cái bụng ăn nhiều giống Kumon nè. Bụng bự. Rồi. Xong luôn rồi. Cho nó ra luôn đi. Nó bị dướng cái mắt cái lại. Rồi em quay lại cái bụng nó lòi ra. Cái con cá kèo nó này nó bự quá bự. Cái này mình không có dừa. Nó bị ngay cái mắt á không? Dạ. Cái này phải chi cái mắt của cái đốt của cái mắt của nó dài đó. Ừ. Cái mắt nó bị nè. Cái vậy mời mình lấy luôn cái ống trúc luôn trời. Cái ống trúc thì nó bự hơn. Ừ, mình đặt vô vậy luôn nha. Cái anh em mình lấy kẽm quấn lại nha.
Có kẽm luôn em không anh? Có đầy đủ hết luôn. Nắng chặn nha, coi chừng nắng nó sảy đó. À, không, không, nó không có sảy rồi. Cái này á, phải cái ống sảy mình bự á, cái mình để cá kèo vô nó lọt luôn, cái mình nướng á, cái nước luôn cá kèo ra nó ngon, ngọt lắm. Dữ rồi. Ừ. Giờ nó không vừa là anh em mình quắn luôn nha. Dưới bên này nãy anh em mình cũng có lặt xong cái rổ rau càng cua. Gia mình bên đây cũng có gọt xoài với củ cải trắng với cà rốt này cả nhà. Cái này lát cái mình sắc sợi nha. Sao con này để vô dừa luôn không anh? Con kia bụng bự hơn con này. Con kia bụng bự hơn. Mình để vô dừa nữa. Dừa luôn ha. À cái ống này nãy bự hơn. Ừ. Giờ để mình cái này mình cọp lại nha, rồi cái mình đem lên nướng. Mon lại trở cái đúc lấy lửa thang. Không quên nữa. Lấy lửa thang lên Mon để nồi cơm. Cái lương anh mình cũng có bắt nồi cơm này cả nhà. Ui. Cái này mình nấu cơm cái mình lát mình lấy cái lửa thang đó. Ôi đi chặt mấy cái ống sậy nè. Là cái anh em mình phải lội ra ngoài mấy cái kinh lớn á mới có lận. Ở trong mấy kinh nhỏ, ống sậy nó nhỏ nhỏ không à, nó không được bự. Nó chẳng có người ta chặt hay gì đó. Ừ, chặt bỏ để nó tầm á. Chặt bỏ. Cái bụi nào mà nó lâu lâu á, lâu năm á. Nó mới có cây bự. Có cái ống này đẹp ha. Này mới được có một cây bự nhất luôn. Ừ. Bây giờ anh cho mấy cái vô đi em qua chùm lửa than cho. Ừ. Lấy lửa than lát cái mình nướng á. Cái cây này nhỏ anh cho con nhỏ vô. Nó không vừa. Nóng mon. Ờ vô đi anh. Nãy giờ anh em mình nhắc cái nồi cơm xuống á để mình có cái lửa than đặng mình nướng nha. Ê. Đây mình cũng có cho vô cái ống sậy hết rồi nha. Cái này mình quấn lại. Đặt về hả Mon? Dạ. Nó không có bị lăn. Bữa nay nãy giờ á trời mà chuyển mưa á, chuyển mưa lớn lắm. Anh em mình ngồi đây nhưng mà mưa đằng ngoài đằng kia kìa. Chuyển đằng vui lắm. Thì cái anh em mình cũng không có quay lại nhiều nữa. Nãy mưa ở đâu mà tới mình ở đâm đâm rồi chứ không biết. Tí nữa là cái anh cho thêm lên mấy cái được. Trời ơi, nghe nó xèo 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 luôn anh. Chưa. Để lẹ anh ơi. Chính ha, cái này mà cái ống sậy này mà bít lại á, cái nó tôm nước này nó ngon. Mấy cái cây này cũng chín hết rồi nè. Anh em mình để đây nè. Để cho. Ê, khét hơn hơn. Cái cây này nó cháy luôn rồi. Có lửa nè, trên cái cây. Thầy nhìn hấp dẫn rồi đó. Nó thơm thơm vậy nè, vậy đừng để khô quá nó không ngon. Mất nước. Ừ. Cái này cũng chín rồi nè. Để cho mấy cái này ra luôn. Cái gì này mà, à mình cũng có lốt đào lá chuối này cả nhà. Lấy cái mình cho ra. Cái này em cầm, đang cầm máy quay chứ không là em ôm cái ni em chạy rồi đó. Thôi ngồi đi. Cái món này thơm chịu không nổi. Cái món này á ngon lắm. Cái hồi nhỏ mà mình không có nướng ống sậy này nhưng mà mình kẹp vô cái sóng lá dừa á, mình nướng cũng được đó. Nói ra
cũng nhức nát. Nhưng mà lắm. Vô cái sóng lá dừa cái nó không có còn giữ lại cái nước của con cá kèo á. Ra hết rồi. Mà cái kèo này nướng này nó thơm á anh. Nướng rồi nó ngon. Chứ nấu lẩu rồi hả? Trời chọc côi. Thả nó vô. Cá thì anh em mình cũng có cho ra cái nia rồi nè. Bây giờ để anh trộn giấm cái rau càng cua này nha. Rau càng cua này thì anh em mình cũng có lật rồi. Ở đây thì mình xài giấm nha. Coi chừng chai nước lã. Không không không, anh cái này hổm cu mo nó làm dấu rồi. Tính vụ cho uống thử. Để giấm nhà nuôi á nó cũng không có chua. Là trộn với giấm này thì nó thơm. Cái giấm này thì mình với đường nha. Đường nãy giờ anh em mình để nó bị mưa giọt á. Nó trộn cho nó chua chua ngọt ngọt á. Rồi cái anh em mình ăn kèm. Đi bên đây xài nãy mình có cái bầm ra nè cả nhà. Này lát cái mình gấp cái mình chấm vô trong nước mắm luôn. Đi bên này cũng có củ cải trắng với cà rốt. Đi đây cũng có tỏi với ớt. Củ cải đỏ. Để em cho miếng tỏi với ớt vô nha. Để chờ lát một tí nữa cái mình làm nước mắm á. Nhiều nhiều cho nó ngon. Mình cho ớt nhiều quá thì Kumon ăn chưa có quen. Dĩnh mỏ. Nhiều quá Kumon cay à. Để đây cho nó thấm á. Để anh em mình cho ra cái dĩa. Nó nhiều thôi chứ lát cái nó thấm vô cái là nó rút mình bớt. Nó sập. Rồi, để anh làm cái chén nước mắm luôn nha. Cái chén nước mắm này mình có cho đường với chanh với nước mắm với nước lã. Giờ mình cho ớt với tỏi vô. Hồi nãy bên kia không cho nhiều, bên đây cho hết luôn. Cho nó kẹo kẹo nè, lá cái mình chấm ăn kẹo ngon. Để anh thử miếng cho Mon nè. Ôi đó cô ơi, nãy anh có xắt miếng bự nè. Ôi, mặn á. Không, không mặn. Chấm vô vậy nè. Thôi, mời cả nhà nha. Thôi, cái gì chịu nổi. Thêm chén cơm với con cá nữa hả? Ừ. Chua chua ngon. Rồi, ở đây anh em mình cũng có cho ra cái nia rồi nè. Đó, cá cái mình tách ra nghe. Mình tách hết một bên thôi, mình chờ lại một bên. Về ăn chó đã không? Lấy cho mình chào cái mình. Gắp nguyên con mình chấm luôn. Dưới bên đây rau càng cua anh em mình cũng cho ra dĩa nè. Rồi mình ăn kèm với cái củ cà rốt với củ trắng, cải trắng. Mình bóp muối. Dưới bên đây cũng có dĩa xoài để ăn kèm. Đặc biệt là có chén nước mắm nữa. Chén nước mắm. Ôi giờ nó kèo rồi kìa. Mình chen ra cái dĩa này nha. Ôi. Thôi anh ăn trước à. Thử thứ trước đi. Để anh cho cái củ cải vô. Rồi để anh làm thử con cá trước nha. Con cá mình làm. Đó. Con cá cái nó còn giữ lại cái nước á. Với cái vỏ của cây sậy nó cũng không có bị khô phải không. Chấm vô một cái. Kẹp thêm miếng củ cải trắng, củ cải đỏ nữa. Rồi. Chứ cái gì mà chịu nổi. Mời cả nhà nha. Ngồi cuối gió mà cá nó bay mùi thơm chịu không nổi luôn. Mình nướng với ống sậy vậy nè. Cái con cá nó còn giữ là cái độ ngọt với nước. Nhưng mà cái sậy này là anh em mình chẻ ra nha. Chứ mà còn để nguyên ống luôn á. Nó còn nước sao mới ngon. Giữ lại con này là nó chảy ra hết à. Chấm miếng nào vừa. Trời ơi, lần hết nửa con luôn trời. Ngon. Đi vô bụng luôn. Món này là nó hao cơm. Gặp mơ giờ đi giờ cũng chiều.
Anh làm miếng xoài à? Xoài này xoài cua mô anh hái đấy à. Nó chua lắm á. Cá mà cá nướng hoặc là cá kho đó, có mấy cái xoài này anh phá đó. Dễ ăn cơm. Vô nó chua chua, nó bắt cơm. Anh làm con nữa nè. Phải đu vô coi. Thuốc cái nó xuống rồi hả? Xuống rồi. Cái mình kẹp thêm miếng đầu chua vậy, nó ngon lắm. Làm nguyên con luôn á. Nguyên con luôn anh. Ui. Mấy con cá này là mình ăn luôn cái bụng đó luôn. Ăn bụng ngon. Cá con kẹo là anh thấy nhất ăn cái bụng của nó. Nó hơi có hơi vị nhẫn á, ngon. Nhưng mà mình phải mua trúng mà cá bóng kèo mà người ta đi đổ đáy á, rồi xong gì mình lộng ngày. Nói thật. Vô ăn cơm không? Dạ. Rồi nó còn sống mon ơi. Nó chín hết rồi. Lấy cái đôi đũa mình thọt nó xuống. À, để cho thêm miếng này nữa. Bữa nay hao cơm lắm nha Mon. Hôm nay nguyên một tọ bự luôn. Nguyên tọ bự luôn. Còn trong nồi nữa. Mày xin mời cả nhà nha. Mấy cái nước mắm mà kẹo kẹo thì ngon. Cô Mon ngồi hoài, cô Mon nói bụng rồi. Bụng kêu ọt ọt. Bữa nay anh làm là đủ thứ luôn ha, có rau càng cua nè, xoài với củ cải trắng, củ cải trắng, củ cải đỏ. Cái củ cải trắng, củ cải đỏ là tại vì mình kêu quen rồi á, mình kêu á, chứ nó củ cà rốt. Cá này em nướng rồi còn giữ nó độ ngọt hình. Cũng ngon, cá này ăn sao ngon không? Sao ngon. Mình ăn gì là lên chỉ rồi. Thôi biết rồi chỉ hao ăn không? Vậy nào. Trời ơi hết con luôn. Chỉ nữa không thôi mình biết rồi. Cá bóng kèo này mình làm nhiều món lắm. Mình nướng, còn thôi á mình nấu cháo, nấu lẩu luôn. Kho. Ừ. Kho thì kho với rau răm hoặc kho mặn mặn á. Ăn cơm. Ăn với dưa hấu không anh? Trời ơi, nó tốn cơm. Mình nấu lẩu nha, mình để nó bằng cái xe nó còn hơi sống á. Ừ. Còn sống cái mình thả vô. Ở dưới chỗ mình á, ở dưới nhà mình á. Cá kèo nè, Tết cái nấu cái nồi thịt kho tàu xong á. Cái kho thêm cá kèo nè, kho mặn mặn á, ăn kèm với dưa hấu, ngon. Tết năm nào cũng có. Dưa hấu là củ kiệu á. Ở chỗ mình thì ăn thường là ăn mình để bụng không à. Tại vì cái bụng con cá kèo á, ăn nó nhẵn nhẵn nó ngon. Ăn đi mà, cá còn nhiều rồi. Mình ăn con xương đó luôn. Tôi bụng ngon. Trời ơi, mới giờ luôn. Có làm này hơi lâu à. Anh em mình làm giờ tới giờ khoảng 3 giờ mấy 4 giờ. Bữa nay chắc anh em mình up cái clip này hơi trễ nha. Mình đi thấy cái gì ta? Rồi. Kiếm sậy. Rồi xong rồi về mình phải cắt nè. Mình cắt phải cắt từ từ á. Chứ không phải tét nữa. Mà xong để nguyên đến xong cái tưởng bỏ con cá vô dừa về cũng không vừa. Đem tuốt vô cho ăn nguyên con ngọt hơn à.
Thấy à? Ngọt hơn nãy ăn nửa con. Biết ăn nguyên con mà anh chỉ à? Em biết. Hồi nãy anh em mình tưởng đâu mưa ngay chỗ mình rồi. Mà rào qua mà. Rào qua này mà cũng ướt đất nữa. Nãy có ngoài kia nó kiểu như vui hả? Mưa lớn ghê. Anh mưa từ để vô tới cho mình nó còn nhỏ rồi. Thế sao không thấy anh ngồi nướng cá? Đốt, thấy cái lò đốt hai cái buổi, còn mưa không chắc. Ở dọc cái lò nó bị bể, nó không biết sao ginh nữa. Mà hay anh nướng cái này nó không có bị tróc cái da, không bị dính cái da vô trong đây. Nó giữ lại cái độ ngọt con cá kèo á, ngon không? Cho miếng cơm à. Ăn vô cái biết rồi ai hái rồi. Sò của mon hái. Đúng cây nó chua ghê. Nướng mà nướng nó lâu mà sao ăn lẹ mà anh? Em cũng không biết nữa. Không biết anh bỏ sò vô cho. Bữa nay là cái tô nước mắm này chất lượng luôn đó anh. Ớt không luôn. Hồi nãy kêu nói thôi đừng bỏ rau thằng cua, bỏ vô tô nước mắm luôn. Mà chứ sao thì cũng hết dễ rồi. Cả nhà có gì không? Cả nhà làm giống anh em mình nhờ. Nướng tôm ống trẻ, ăn ngon. Ăn cơm. Mời kiếm được mấy cái bự. Ừ. Còn không á, mình có, mình rửa mấy cái giòn giòn thôi. Đúng rồi. Bự quá mình nhớ không có được. Nó bị cấn cái bụng mà. Gửi nước mắm lên. Coi vậy nãy anh làm một tô luôn mà hết, nó thiếu nước mắm à. Thiếu mấy con cá này nó hút vô hết rồi. Chơi vậy ăn cho đã. Hồi chua chua, ăn kẹo ngon ha. Dạ. Có ớt cũng ngon hay mon. Dạ nọ. Quên trong cái tấm chén còn gấp nữa. Nướng có gà ăn thơm lắm cả nhà. Mỡ con gì mà nướng rồi thơm ghê không? Cái lóc mà cái này mình có mỡ hành mình lưới rồi cũng ngon không à? Dạ. Trời gì mới tắm vô vậy trời. Khu mon cũng vậy nữa kìa. Ăn đổ hết một hồi. Cá kèo ngon không? Ngon. Rồi vô tắm nước mắm đi. Cái mớ này mình là nấu cháo cá kèo mà cũng ngon ha, nấu cái mắm kho á. Rồi lẩu mắm á. Mình để nguyên con còn sống á mình đụng vô. Trời ơi. Thế gì mà chuyện nhỏ.
cá này cũng mau chín á. Ăn cá món kèo phải mặn, nó mạnh cơ bỏ vô cái thau rồi nó thể luôn. Để nhà mình để vô cái xô á, nó không đụng nó thôi, đụng nó cá là nó nhảy. Mấy cái nồi vô mà. Thôi tới đây anh em mình cũng xin kết thúc video đây nha. Lời hẹn gặp ở nhà video tiếp theo. Chào món. Chưa. Tạm biệt cả nha. Nhớ like đăng ký ủng hộ hai anh em mình nha. Lát nhỏ mặt nghẹn.